ta cùng xuống phố giữa trưa hè nóng bức. Nhịp tim này tức muốn xé toang màn đêm dài. Yêu nhau đi anh, yêu dài lâu chẳng còn u sầu. Yêu nhau đi anh, yêu dài lâu trọn đời người ơi. Đốt cháy hết con tim này như khô cạn, đốt cháy hết con tim này như điên loạn. Cháy cháy hết vu vơ hờn ghen, giận hờn ngày đó đắm đuối mỗi hôn giờ như khô cạn. Nhấp chén men say cùng vui tình tố bí ẩn 2016 đã đi đến hết đêm live show 7. Ngay từ bây giờ, cuộc đua giành lấy tấm vé quay lại đêm chung kết đỉnh vinh quang của các thí sinh bị loại đã bắt đầu. Ban tổ chức đã đăng tải các tiết mục xuất sắc nhất trên sân khấu của top 9 nhân tố bí ẩn tại trang YouTube chính thức của nhân tố bí ẩn và trang tạp chí điện tử Sao Ta.vn. Các thí sinh và nhóm hát bị loại thi live show 3 chặng đua khắc nghiệt sẽ được bình chọn thông qua lượt xem và lượt bầu chọn từ khán giả dành cho clip tiết mục trình diễn của mình. Sự bình chọn chỉ được tính trên trang YouTube chính thức nhân tố bí ẩn và trang tạp chí điện tử Soundstar.vn. Tổng đài bình chọn sẽ chính thức được đóng lại sau khi kết thúc đêm live show bán kết. Hãy bình chọn và tìm ra gương mặt cuối cùng xuất hiện trong đêm chung kết đỉnh vinh quang nhân tố bí ẩn 2016.